Xin chào, tôi là Vũ Cát Tường. Còn tôi là Hưng Cao, MC. Chúng tôi đến từ Kidneyland. Kidneyland là vùng đất chào đón tất cả những em bé, những trẻ em đầy sức sáng tạo, ham học hỏi, luôn luôn tìm tòi cái mới, độc đáo và làm chủ cuộc chơi. Và cả những huấn luyện viên vô cùng tận tâm, tận tụy và tận lực. Yay! Kidneyland thì nó là một cái phép chơi chữ từ cái công viên Disneyland rất là nổi tiếng. Thì đội chúng tôi, đội của Hưng và Tường muốn các em, các bạn nhỏ, thí sinh của chúng ta đến với cuộc thi này. Không những đây là một cuộc thi để các em trưởng thành và đạt được những cái thành công đầu đời, nhưng hãy thi với một tâm thế thật là vui, thật là trẻ em. Team Kidneyland sẽ có một cái cách tiếp cận mang tính chất rất là thẳng, thật, đâm thẳng, xuyên thủng, hướng các em mạnh mẽ, tự tin với cái ý tưởng của mình. Yay! Thành công. Yay! Thành công. Cặp đôi của chị Lưu Hương Giang và chú Hồ Anh là quá già dặn. Kể cả cách dạy dỗ các con, cách tiếp cận các con và cách nuôi dưỡng những tài năng nhí. Các em sẽ rất là kiểu muốn xà vào lòng các cô, các chú. Xà vào lòng các cô, các chú. Tại vì đó là cái cảm giác nó rất là gia đình. Đối với Kidneyland thì chúng tôi mang màu sắc trẻ, năng động, độc đáo, làm chủ cuộc chơi và quan trọng là tự do, không sợ gì cả. Đó, anh nói team còn lại đi. Team nãy khổ mình đó, anh là lại đi. Okay. Đối với team Big Family của Big Daddy và Emily thì thực sự chúng tôi nghĩ rất là nhiều và cảm thấy một cái áp lực vô hình đến từ cặp đôi này. Tuy nhiên vì những gì mà bộ đôi đấy vừa cà khịa team chúng tôi thì tôi quyết định không nói gì cả để thể hiện cái sự bức xúc của mình. Yeah, yeah. Tuy nhiên thì tôi muốn gửi một thông điệp tới cả hai đội, cả team Giang Hồ của anh Hồ Hải Anh và chị Lưu Hương Giang lẫn team Big Family của Big Daddy và Emily. Đó là gì? Cả hai người, cả hai đội đều là những cặp vợ chồng, sức mạnh của tình yêu và gia đình. Thì tôi và Vũ Cát Tường sẽ chứng minh được sức mạnh tình bạn sẽ vượt qua tất cả. Yay! Big Daddy có cao đến bao nhiêu? Anh tìm được đường sao? Anh cao cỡ nào? Liệu có trèo qua được tường cao? Oh man, cho chữ. Các em thấy chưa? Các em phải thấy là trong vòng chỉ cần 30 giây chưa tới thì anh Hưng Cao đã có thể ngẫu hứng ra một câu đánh bật được chú Big Daddy và Emily. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu. Big Family, hãy cẩn thận nhé. Tường này hơi cao. Còn đối với bộ đôi vô cùng lão làng, đó là anh Hồ Hải Anh và chị Lưu Hương Giang, thì cho bọn em team Kidneyland xin lỗi trước. Đó là mặc dù bọn em rất là kính trọng anh chị, nhưng kính lão đắc thọ có lẽ sẽ khó mà xảy ra trong cuộc thi này. Đón xem tập 1 của giọng hát Việt nhí New Generation năm 2021 vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2021, Chủ nhật tuần này trên kênh VTV3.